chào tất cả bạn quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với cái series Minecraft Hixit sinh tồn cùng với cả Cừu Gamer. Chị Cừu của bạn đâu rồi? Đấy, do là chị Cừu của bạn hâm mộ của skin của Noob quá, thế nên là mặc luôn, dùng skin của Noob luôn các bạn thấy không? Đấy, đang cầm cái thanh kiếm đi giết các loài động vật ở trên cái thế giới này. Quá là tàn nhẫn luôn. Cả nhà mình ra chào cho chị Cừu chào các bạn. Sau đó thì mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Ai Kiều ơi, chào các bạn đi, sao lại chui xuống đấy? Ồ, chưa ạ? À, đúng rồi. Trời, đây các bạn thấy không, thấy thấy phiên bản song sinh của mình không? Quá giống luôn, quá giống luôn các bạn. Đấy, hâm mộ mình quá nên là phải mặc skin giống mình. Rồi, thì ở tập trước thì mình đã kiếm được một chút kim cương, cũng như là chế tạo mấy cái đồ kim cương rồi. Mình quên mất rằng là không chế cái kiếm to, nhưng mà thôi kệ đi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ kiếm được những cái đồ VIP hơn như thế. Và vừa nãy thì mình có chế một cái quần này từ cái quặng meteor cái chip này. Đại khái là như vậy. Đi, ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đại chiến mấy cái tòa tháp ở trên cái thế giới Hexit này. Đi thôi Kiều ơi. Chỗ nào đây đi? Trời ơi, đi đâu? Ấy, ở đây có một cái ngôi làng này. Thử ra xem có gì không. Đây, ngôi làng trước mắt, thấy ngôi làng trước mặt chưa? Rồi, thấy rồi. À, từ ạ. Múc con này đi. Thấy con... Đây, thấy con gì đấy không? Con này con gì? Bò. Bò đâu ra? Cái giác. Trời ơi. Cái giác mà. Không, nó không có sừng à? Chết rồi. Mình đã giết động vật quý hiếm rồi. Sao? Thương tiếc cho nó à? Đi đi. Thương tiếc cái gì? Ở đây là có một cái ngôi làng của người dân này. Chắc chắn là có đồ đấy. Để mình sẽ vào từng ngôi làng xem một. Không có rồi, chỗ này không có gì rồi. Cẩn thận nhá, có khi là những cái ngôi nhà này là có bẫy đấy. Nguy hiểm lắm. Chúng ta sẽ vào từng ngôi nhà một. Trời mưa luôn rồi ạ. Sao vậy? Ô mưa rồi, chúng mưa, ô người dân này. Mấy cái nhà này là sẽ có dương này. Thế nên là hãy để ý kỹ. Ấy, trong này hình như có dương. Không có luôn, có. Chúng ta có sắt này. Sắt có vàng, có bánh mì ạ. Quần đã. Bánh mì. À, đi thôi. Kiều có thích lấy... À, Kiều có giày kim cương rồi, cần gì? Trong này là mấy cái đồ... Mấy cái đồ này thôi, đừng nhặt nhá. Cái đấy là... Làm chế tạo vũ khí ấy, nhưng mà thôi. Mình là chỉ đi... quánh chiếm vũ khí thôi. Ở bên này có một cái tòa tháp này. Kiều... Đây này, sang đây xem này. Trời ơi. Tòa tháp dưới lòng đất à? Đúng rồi. Xuống đây, xuống đây, xuống đây, Cứu ơi. Trời ơi, dưới này có con này. Cứu xuống giải phóng nó đi. Xuống múc nó đi. Thấy chưa? Múc nó đi. Múc nó đi, đấy là con bốt đấy. Con bốt. Rồi, đúng rồi, múc đây các bạn thấy không? Thấy chị Cứu bạn xung phong ngang không? Mình đứng đây cổ vũ thôi. Cố lên. À. Anh quên. Tan tụ, bỏ qua. Chả được cái gì. Đây có, ở đây có cuốc sắt này, nhưng mà thôi không lấy đâu. Kiều lấy than với lấy bánh mì đi, xong rồi đi lên đi. À, chúng ta có một cái kiếm kim cương này. Mấy cái đồ này nó cứ... À, bây giờ chúng ta sẽ vào cái kim tự tháp này xem là trong này có gì nhá. Đúng rồi, ở kia có con đà điểu kìa. Thôi. Lại đà điểu ở đâu nữa. Ok, để núp thịt nó nhá. Để núp thịt nó luôn. Thấy con đà điểu chưa? Thịt con đà điểu thơm lắm. Thôi đi vào trong này đi. Trời ơi, thấy con này cầm mảnh block cát nó đập vào đầu luôn này. Rồi, thôi đi vào trong đi. Để núp xung phong đi trước. Mọi thứ hãy để núp lo. Không lo thì cả. Rồi ok, từ đó nha, mình lấy cái đuốc rồi đã. Vừa lại vứt mấy cái đồ không cần thiết. Nó đỡ vướng dương. Cẩn thận cái dương đấy, dương giả đấy. Dương hàng fake đấy. À đây, đây là dương hàng thật. Chúng ta có cuốn sách phù phép à? Anh dạ, cái dương láo này. Có một cái dương giả, đúng rồi. Ở đây toàn mấy cái đồ lừa thôi. Ôi, hai cái giả luôn. Hai cái giả luôn á? Rồi. Tạm thời mình vứt mấy cái đồ không cần thiết vào đây đã. Cái dụng cụ bằng gỗ à. Kiếm sắt. Vứt vào đây luôn, cúp đá này, cúp sắt này. Ở đây
là điều này, con sao con là điều ở trong này nào? Ờ chắc là mấy mấy cái ông pharaoh mấy cả. Trời ơi. Ôi. Pharaoh mấy cả sắc ướp nuôi là điều ở trong này để cưỡi đấy. Múc. Cái con này nguy hiểm lắm các bạn. Thế nên là mình phải tiêu diệt. Hết chưa? Ở đây còn con nào đâu? Sao chúng ta lên tầng trên? Lên tầng trên. Ờ, nghĩ rằng là ngày hôm nay sẽ có đồ VIP ấy. Mấy cái này à? Thôi mấy cái này mình sẽ cứ lấy về đi, sau đó thì sẽ enchant sau. Để chế tạo đồ VIP sau. Ây, trong này cẩn thận là có mấy cái này dương là toàn dương. Mình sẽ đào mấy cái này đi. Hây, trời ơi, biết ngay mà. Thế nào nhỉ mà gặp mấy cái dương fake. Không có gì đấy. Không có gì à? Đấy, núp tiêu diệt mấy cái này đó. Nhiều dương fake vậy. Toàn mấy cái dương lừa thôi. Toàn lừa nhau à? Công nhận là mấy cái kim tự tháp này người ta trang bị mấy cái dương. Mấy cái dương lừa đảo ác thật. Thôi đi lên tầng trên đi. Chỗ này hết rồi. Lên tầng đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi lên tầng trên của cái kim tự tháp giữa hoang mạc này. Đâu rồi? Mình sẽ đi ra ngoài. Đi. Đi. Bị lạc rồi à? Chứ con người Ender. Ê, ở trong này có. Ờ, mà có mấy cái trái tim này. Bị sao đấy? Bị người Ender. Bị người Ender đánh chết à? Sắp cơ. Rồi ok. QTP qua đây đi, xong rồi lên tầng trên. Lúc đang ở tầng trên rồi. Mình sẽ đào cái này đi đã. Cái bẫy à? Không, cái đấy là để... Ui. Ui. Đừng vào gần. Nó nổi bây giờ. Hay quá. Hay quá là không bị chết. Mấy cái đấy là mấy cái lồng sinh ra quái vật. Trời ơi, toàn mấy cái dương phách thôi. Kim tự tháp ở đây chán vậy. Ít ra cũng phải có mấy cái đồ VIP chứ. Hay càng lên tầng. Toàn hàng giả. Ok, mình sẽ đào mấy cái này đi. Ngày hôm nay không kiếm được đồ VIP chăng? Mấy cái dương này hư thật. Thôi lên tầng trên tiếp đi. Tầng này giảm lắm. Giỏm luôn. Lên tầng này cũng gặp mấy cái dương giả. Ui, trên này có con người xương mặc áo giáp vàng này. Nó còn xịn hơn cả mình. Xịn. Thấy phá vỡ cái đấy đi. Rồi. Trong này có mấy cái dương này. Đúc cắm đuốc cho sáng. Trời ơi, sắc ướp này. Sắc ướp. Chết luôn. Trời ơi. Toàn mấy cái dương giả đó các bạn ạ. Ừ, kim tự tháp người ta xây cầu kỳ thật. Rồi mình sẽ vào đây xem nào. Mong rằng là mấy cái dương này có đồ VIP. Lại là dương giả. Dương này thì không có gì cả. À đây rồi. Ờ, chả có gì thật. Thôi lên tầng trên tiếp. Lên bao giờ đến. Lên bao giờ mãi bên trên thì chắc là có đồ VIP. Bởi vì là ui. Trong này vẫn còn. Trong đấy á. Thôi trên này có đồ VIP này. Mình sẽ bỏ những cái đồ này vào đây. Vô hạn à? Lấy luôn. Thuốc độc loài chân đốt. Rồi. Dương vách, xương phách. Đứng lên tầng trên này à? Ờ đúng rồi, đây. Đây, đi ra đây. Không phải TP lên cũng được. Ôi. Trên này nhiều. Vẫn đang cố. Trên này toàn toàn mấy cái dương fake thôi. À, có yên ngựa luôn. Lấy yên ngựa về lúc nào có nhã hứng cưỡi ngựa. Ra thuộc. Rồi. Ao. Lúc đâu rồi? Đây ở trên. Đâu? Ở trên. Đây đây. Tầng vừa này sau con. Rồi, chỗ này hết rồi. Lên tầng trên tiếp vậy. Đặt mấy cái giường ở chỗ này hiểm nhá. Rồi đi lên đây. Ô, trên này tầng là tầng hết rồi luôn. Tượng luôn à? Có sắt rồi. Rồi cái kim tự tháp gì lởm vậy? Phá luôn. Rồi
Loom sẽ phá luôn cái kim tự tháp này. Quá lởm. Quá hả? Phá rồi. Ở bên này cũng còn một cái kim tự tháp này nhưng mà thôi, đừng vào. Wow. Đừng vào mất thời gian lắm. Ai muốn? Nhìn đẹp quá. Ờ, mình sẽ mất mình. Nó lại có đồ VIP thì sao hả Loom? Không có đâu. Mấy cái này nó toàn đồ lởm à. Ồ, mấy món đồ cứ bỗng bay quanh núp kìa. Thế là để núp chế cái dương. Chế cái dương bỏ chúng nó vào. Nó đỡ bay. Rồi. Sấm sét. Mình sẽ cất mấy cái đồ này ở đây. Sắp mưa rồi chăng? Sắp mưa à? Ô, yên tâm. Tí nữa sẽ xây... Xem nào, chắc là để tập, tập sau xây nhà đi. Làm sao? Cái này này. Nhiều... Ôi, thôi chạy chạy. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Đừng đừng vào gần đấy. Gần đấy chúng nó múc vô đấy. Này đi ra đây. Đi ra đây có cái tháp ở ngoài này này. Chắc chắn là có đồ VIP luôn. Rồi. Đây đi ra đây này. Trời ơi trời tối quá. Sắp mưa mất rồi. Cắm đuốc. Cắm đuốc. Trời ơi, bên này mưa luôn. Đây thấy cái mấy cái tháp ở trước mặt chưa? Rồi rồi. À mưa rồi. Chúng ta sẽ chiến. Chiến đấu. Rồi. Trời ơi, ở đây vẫn còn có mấy cái con sắc ướp. Ê Reaper này. Ai ui. Oh. À không sao. Ở đây có mấy cái tháp to cực kỳ luôn. Trời ơi, Creeper kìa. Ôi may quá không chết. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xuống cái tháp này đi. Nhìn đồng người phục sinh nhờ. Ô, đây không phải, đây là tháp bị hỏng rồi. Wow, sấm sét kìa. Đây là toàn mấy cái tháp bị hỏng rồi. Ờ, không phải luôn. Thôi chúng ta đi ra sang bên này vậy. Wow, ở đằng xa kia là một cái tháp cao thế núp ngoài biển kìa. Ờ, tháp ở biển mà. Hãy đi ra đấy nhá. Để núp chế cái thuyền. Không cần bơi đâu. Chế cái thuyền. Cẩn thận, cẩn thận. Ở trên kia là có con bốt khỏe lắm ấy. Nhưng mà không biết là ngày hôm nay chúng ta có thể chiến đấu với nó không. Nhưng mà thôi kệ đi. Kiếm được đồ VIP hay không là nhờ vào sức may mắn. Rồi, đây, đến rồi. Đập, phải phá mấy cái hộp này trước này. Dùng cúp. Rồi, đây chúng ta có rất là nhiều đồ ở đây nhưng mà mình tạm thời bỏ mấy cái quyển sách tào lao ở đây đã. Đỡ chật. Đúng rồi, sao? Ngoài kia có con thuyền. Thuyền làm gì nữa? Thuyền hải tặc ạ. Ờ đúng rồi. Thuyền to lắm. Đá kia. Ờ nhưng mà chúng ta cứ khám phá cái tháp này đã. Đi lên đây đi. Chúng ta hãy chiến đấu bởi vì cái tháp này chắc chắn là sẽ có đồ VIP cho chúng ta. Phá đi, phá đi. Rồi. Chết sạch. Cứu đánh chúng nó đi để núp phá mấy cái hòm này. Trời ơi. À, được cái gì đây? Hả? Chả được cái gì? À lấy cung với cả mũi tên đi. Rồi. À, để núp đi lên trên này. Núp sẽ là người gọi là xung phong, tiên phong. Xúc. Cuốc. Trời ơi, trên này có mấy con. Wow. Mấy con này khỏe thật. Xong lên. Xong lên. Cứu đến đây. Trời ơi, cứu đến là núp giết xong hết chúng nó rồi. Chúng ta có một cái khiên này. Than rất là nhiều luôn. Cái đe phôi sắt đấy. Kiếm đồ dễ nhất là bằng cách là các bạn sẽ đi ui, đi chiến đấu những cái tòa tháp này. À. Con nó đang đâu ạ? Đây đang đằng sau này. Đánh nó đi. Quánh nó đi. Mấy con nhện. Mấy con nhện này cắn đau lắm. Ôi, nó nổ. Ở đâu đấy? Hả? Creeper á? Rồi, nó bị chết luôn. Thôi, cứu TP qua đây đi. Để đặt, để núp đặt cái block, lấy cái block giày ra.
lấy vào lọc gỗ đi. Ôi, con nào nó, con nào nó đánh đau vậy? Người xưa ấy. À, chúng ta sẽ lên đây. Rồi đi lên đi, nhanh. Con kia nó bắn, háo thật. Đấy nhiều quá. Đấy nhiều lắm á, càng lên trên cao là càng nhiều mấy cái con quái vật. Quánh nó đi. Có con bốt kìa, cố lên. Phải giết được cái con bốt này chúng ta mới có đồ VIP. Wow. Giết chúng nó. Rồi lúc sẽ phá từng cái hộp này một. Xong rồi đấy, chúng nó xong rồi. Có mấy con bốt ở đây này, phải giết nó. Ôi. Gen luôn xuống tầng 1 luôn rồi. À, thì kêu lại TP lên cũng được. Ở đây đây có con. Ui. Đây con nhện này. Con nhện con thủ lĩnh nó. Nó nhảy xuống nước luôn rồi. Thôi mình bỏ qua nó đi. Mấy con quỷ bắp này phải bỏ qua. Chúng ta xúc đấm mấy cái tào lao. Mất công lên tận lên trên cao này. Cứu TP lên đây đi. Tôi đợi cứu răng chiến dưới này. Ờ. Thế để núp tự một mình. Tự một mình giải quyết cái bọn này. Hư lắm. Hư lắm. Rồi xong. Tầng này đơn giản vậy. Mà chả có gì. Ê ui. Mày, mày nghĩ mày là ai mà mày quánh. À mình sẽ lên trên tầng tiếp theo. Ngày trước là mình ui, mình vượt qua mấy cái tháp này cực kỳ đơn giản luôn. Nhưng mà đấy là ngày trước. Bây giờ không biết như thế nào. Ui. Trời ơi. Kì đấy. Nhưng mà không sao. Chúng nó đã chết hết rồi. Kìu đến đây. Trời ơi, đâu ra xuất hiện mấy cái con nhiều. À mình bị vỡ cái mũ luôn ạ. Bị bọn giúp bạn. Trời ơi, rồi. Đây rồi. Cứu đâu rồi? Trời ơi, chả thấy cứu đâu. Rồi mình sẽ cất những cái này từ đây. Kia. Núp tư lấy đồ đi. À chờ, từ đã chờ núp tí để núp chế tạo cái thanh kiếm to đấy. Nhưng mà vừa lấy lại quên không mang theo gỗ rồi. Để chế crafting table nhưng mà thôi bỏ đi. Vừa lấy hết gỗ mà. Thôi đi lên lên trên này đi. Chắc chắn là mình sẽ không giết được con boss đâu nhưng mà cố gắng thôi. Wow. Xông lên, cứu xông lên đi. Hãy làm vật. Thật phải không? À, đúng rồi, núp cũng rơi xuống theo luôn. Lên đi. Đấy, cứu là kiểu như thủ lĩnh ấy. Phải xung phong. Núp là người chỉ đi nhặt đồ thôi. Rồi. Được chưa? Phải vào phá mấy con này. Đừng đánh con người Ender nhá. Đừng đánh và đừng nhìn vào nó. Kệ nó đi. Nó sẽ không đánh mình. Rồi chúng ta được thêm 2 kim cương. Quá nhiều kim cương luôn. Đừng đánh con người Ender. Đừng. Đánh nó là gây hậu họa đấy. Thôi đi lên trên này đi. Kệ nó đi. Ôi. Đúng rồi. Đừng nên đánh nó. Ai ui. Con bốt kìa. Thấy con bốt chưa? Rồi. Au. Thôi. Thôi núp nhảy xuống trước đây. Bye bye kêu. Núp nhảy xuống trước đây. Rồi mấy cái đồ nó vẫn bay theo mình các bạn ơi. Hay quá. Wow. Kêu đang trên đỉnh tháp này. Nhảy xuống nước đi. Đấy, núp đã cao chạy xa bay rồi, kêu cứ ngồi đấy. Nhảy nào đấy? Nhảy ra cửa sổ đi, không đánh được lại con đấy đâu, con đấy mạnh lắm. Đúng rồi, nhảy đi. Trời ơi. Ép phải rơi. Trời ơi đấy chưa. Núp bà nhảy sớm không nhảy. Rồi bây giờ mình sẽ ra đây để chế cái kiếm to đã. Cũng lấy được ui. Bây giờ mới để ý rằng là chúng ta kiếm được 18 viên kim cương sau cái đợt chiếm tháp này. Thế á, 18 viên kim cương á. Thế chế tạo được chắc được bộ áo giáp rồi đấy. Nhưng mà thôi chế kiếm trước đã. Chế một cái kiếm lớn. Ủa mấy cái đồ. Ôi trời ơi. Mấy cái đồ quanh mình nó hình như nó bị mất rồi. À bây giờ chúng ta sẽ chế tạo một cái kiếm lớn nhá. Đây rất là đơn giản. Đây là công thức của nó. À, chúng ta sẽ lấy hai kiếm mà. Rồi mình sẽ cần hai cái chuôi. Vứt cái này đi. Đặt hai cái này ở đây.
Rồi, thế là xong. Đơn giản. Kill đâu rồi? Đâu ta? Thế đây, TP qua đây, nút vứt cho cái kiếm này. Rồi, cái kiếm siêu xịn luôn. Wow, kiếm này có cả skill nổ này. Trời ơi, hình như kiều bị... Hình như kiều bị lag. Nước còn không thấy kiều đâu. À đây, đây, đây. Thấy chưa? Nổi chưa? Thấy nổi chưa? Ơi. Ê, ê, kiều, kiều cầm cái spear à? Này, cầm đúng lấy rồi. Cái... Xịn vậy. Này. Kiều, đánh kiều... bật đùi luôn. Ây ui. Thấy lúc... cái dương đồ của kiều đầy phải không? Nhưng mà núp vứt ra kiều, kiều không nhặt được cái kiếm này. Nhặt được rồi. Thế chưa? Cái kiếm to mà. Vứt ra đây. Ờ, vứt rồi. Ờ, hình như nhặt được rồi đấy. Rồi, chúng ta đi rồi bây giờ. Bây giờ núp phải đi kiếm gỗ để chế tạo cái dương. Cũng như là đặt điểm chúng ta sẽ lấy một cái căn cứ. Nếu có thể cất đồ chứ không thì cứ đi như thế này. À đây, bên này có gỗ này. Ây, thấy mấy cái cây kia chưa? Bơi sang đây sau đó. Ờ, kiểu như cái thông ấy. Wow, thích thế. Nó sẽ bơi qua đây. Lấy gỗ. Sẽ đặt căn cứ. Đặt căn cứ đây, sau đó thì kiểu như lúc nào muốn về căn cứ là chỉ cần TP về là được. Thế nên là đúng rồi. Đây là đảo của chúng mình nhá. À rồi, ok, chỗ này hình như có mũi. Ui. Ôi mấy. Wow. Chỗ... ngay gần kia có cái thuyền luôn kìa. Ghê vậy ta. Con này, con này, con này. Rồi cái. Ô tê giác cái hiếm đây. Tê giác à? Tê giác hiếm mà vặt sừng nó luôn. Ôi nhưng mà không nhận mấy cái cây này to thật. Ôi ôi. Cái này là hòn đảo. Hòn đảo của hai chúng ta. Leo trên, leo lên trên này đi. Đây, đang lên, đang lên. Dạ. Thích quá. Dạ. Chúng ta sẽ đánh dấu lãnh thổ đây. Ok thì chắc có lẽ là clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc thôi. Và ngày hôm nay mình đã cùng với cả chị kiểu của các bạn đi khám phá cái kim tự tháp, cũng như rằng là lần đầu đánh chiếm cái tòa tháp. Đấy, được rất là nhiều kim cương. Nói chung là mình không giết được con boss, thế nên là mấy cái đồ VIP ở trên cái dương của con boss ấy là mình không có nhặt được. Thế là thôi, để kiếm thêm nhiều đồ VIP hơn nữa thì mới giết được con boss đó. Các bạn thấy đằng thuyền đằng sau kia không? Chắc chắn là đây sẽ là cái căn cứ của mình với cả kiều để có thể là cất đồ. Đấy, chú ẩn. Ok, kiều chào các bạn đi rồi kết thúc clip này. Kiều. Trời, đấy các bạn ơi. Trời, chào các bạn đi. Xin chào. Các bạn. Xin chào. Hẹn gặp lại.